con to rồi cũng có kinh nghiệm lớn. Phần này em thành nhiệm vụ đánh giá được các công trình, tính toán giải pháp hoặc con nhồi và tính toán các chất mỏng cho công trình ba. Và phần thứ tư là phần thứ tư là phần công do có khối lượng 45%, do phải thẩm định ngôn ngữ hướng dẫn. Phần này em nhận nhiệm vụ tính toán và giải pháp công cho phần hầm theo phương pháp xây dựng tốt nào. Và phần thân phần ngầm thì em dùng hệ phương pháp của pin, và phần thân thì em dùng hệ phương pháp nhôm cho cột phần cột vách phần sàn. Và phần tổ chức công của em là lập biện pháp lập tiến độ thi công phần ngầm và lập mặt bằng của bàn thi công phần ngầm và phần thân của tỉnh. Và em có làm một video mô phỏng quá trình thi công từ phần ngầm cho đến hoàn thiện thì phải câu hỏi về phần kết cấu trước. Sơ đồ tính của bản kiến nghị của em là sơ đồ tính theo bản kê ba cạnh. Em sai một trăm đề thì em đã quan tâm đến vấn đề thi công mà em chưa, mà em đã chọn kê ba cạnh của em. Ba cạnh thì em thấy là có trong bản vẽ chứng minh là có hai cạnh là ngàm, hai cạnh là khớp. Em chỉ trên cái bản của em cái nào là khớp, cái nào là ngàm trong cái cầu thang. Bản cầu thang của em ở trong ở đây còn không? Bạn chứng nghỉ ở trong này em ghi có một cạnh dài một cái là ngàm, bên kia đối diện cũng là cạnh là khớp. Tại sao phải chọn như thế ạ? Em chỉ trên cái màn hình kiến trúc kìa. Kiến trúc ấy. Bản chứng nghỉ của em có nào? Dạ đây ạ. Thì đấy em chọn thấy là một phía là ngàm, một phía đối cạnh nó kề nó là ngàm, còn phần còn lại là khớp. Tại sao phải chọn như thế ạ? Vì em chọn là hai phần hai bên là bách cực, chọn là ngàm. Quá trình thi công em quan tâm em vấn đề này, thi công của em bách thi công trước cầu thang hay là sau cùng đồng thời cầu thang? Là bách thi công đồng thời của bạn. Đấy, các em làm như thế rồi. Quá trình thi công không ai làm được như thế cả. Em lựa chọn thế của em là không phù hợp với quá trình thi công. Vấn đề tiếp theo, rồi được rồi, em làm thế chỉ khổ cho người thi công thôi nhá.
người thiết kế thi công thế con em đây là để đơn giản hơn trình bày với thầy tính toán bản năng sơ đồ tính bản năng của em. Sơ đồ tính bản năng của em là sơ đồ tính theo hai ngầm và hai cấp. Cái đấy của em hoàn toàn là cầu thang của em nhé. Em là cầu thang không cuốn đúng không? Bản thang chứ không phải bản thang chú gì đâu. Bản thang em nhìn vào cái bản kiến trúc bản thang lên đâu? Bản thang là không cuốn đâu mà không cuốn đâu mà như thế. Vậy thì cái phương làm việc của em thì chỉ lên đấy cái chiều dài tính toán của cái bản thang của em là lấy tính như thế nào? Nhịp tính toán ấy. Trong phương cảnh ngắn hay dịch dài? Thì tao theo phương cảnh ngắn bên kia đâu cả. Chính vì lý do em cái bản của em như thế em sẽ xét tỷ số không chưa bao giờ được xét tỷ số khi cái bản của em làm việc như thế cả. Nó làm việc kê trực tiếp hay đối diện theo phương cảnh dài chứ. Cái này em tính toàn riêng điều ra là sai toàn bộ rồi. Ôi chuyển sang câu khác đi. Anh nói đấy để cho em biết thôi. Tại sao thầy bạn để hỏi cho tôi và đã sống nhận thức được rồi. Câu 2 vài câu tính toán từ đầu câu cái bài cho cậu. Trước tiên là em lấy độ cứng từ SW sau rồi nhập sang Classic để kiểm tra cái chuẩn bị của hồ đạo. Ý thế nào là tại sao bên trên con eo của bên dưới con eo của bên này chính là gì? Bên trên vì ở dưới em tức là vì ở dưới em thi công cái sàn tầng hầm B4 sau thì cái chiều sâu đào ở đây hơi khá là sâu nên là em tăng cái neo vào để gác cường. Trên này gác cường rồi mà. Tức là đợt đào cuối cùng từ cốt từ 3,95 xuống tận cái cốt đáy máy là từ tức là nó có cái đoạn này thôi đúng không? Đây rất là đẩy vòng vào trong này được không? Trên này toàn bộ có xương rồi. Đây là chỉ có cái đoạn này là mà anh không chống đỡ như thế là có đất mà. Đất nó có đẩy vòng vào đây được không? Anh không kiểm tra cái đoạn thì nó phải kiểm tra toàn bộ từ trên xuống anh nghèo rồi. Là em kiểm tra toàn bộ xuống không em neo đang cần thêm ạ. Thế thì nó có cổ đâu trên này có xương rồi mà tôi đang nghĩ cái chỗ này nó không cần thiết. Em rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm đâu em vẫn phải bảo vệ em tính rồi. Tính rồi kiểm tra được ngáo. Cái chân nó đơn vị xô vào trong em phải cho từ cái neo vào này. Đấy thì tôi đang nói đấy anh phải bảo vệ thế nào mình này cũng em đang tính toán anh. Vì theo cả ban tôi cứ bảo thế là trên này anh có cứng rồi đúng không? Cái đoạn này dưới này có đất rồi để nó này phình không có cái đoạn này anh làm yếu sao? Rồi đấy, bên đấy cứ bảo này nhịp nó lớn. Rồi chỗ nào ở đây của em nhịp? Bây giờ thì kia thầy nói đi thôi thì khi qua kia thầy bảo vệ trang thời nói tôi cũng kết trọng. Ngày nào là sao thì cũng như thế nào vẽ như này từ đây lên ban hết đây. Thế thì cái cốt ở trên nó vẽ không vẽ là đến ý của thầy là cái máy kia cần dài cho nó đang là bao nhiêu mét? Một. Cần dài của em là 2 mét. 14 mét ạ.